khám phá lịch sử xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với tập podcast hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề gây nhiều tranh cãi đó là vai trò của nho giáo trong thời hiện đại liệu những giá trị của nho giáo có còn phù hợp với thế giới ngày nay hay không trước hết tôi muốn nói về cách nhìn nhận nho giáo ở việt nam và trung quốc trước đây theo các tài liệu lịch sử nho giáo thường bị coi là bảo thủ lỗi thời và kìm hãm sự phát triển Tuy nhiên, gần đây, nhiều học giả đã bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề này. Vậy Nho giáo đã trải qua những thăng trầm như thế nào trong lịch sử cận đại và hiện đại? Hãy cùng tôi đến với Nhật Bản thời Minh Trị. Ban đầu, Nhật Bản tích cực tiếp thu văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19, nhiều người Nhật đã nhận ra sự không phù hợp của văn hóa phương Tây với xã hội Nhật Bản. Họ kêu gọi quay trở lại với những giá trị truyền thống, đặc biệt là Nho giáo với các nguyên tắc nhân, nghĩa, chung, hiếu. Điều này cho thấy ngay cả trong thời kỳ Âu hóa mạnh mẽ, nho giáo vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng người dân Nhật Bản. Quý vị nghĩ sao về sự thay đổi này? Nó cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của nho giáo. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhìn sang Trung Quốc, cái nôi của nho giáo. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1911, nho giáo bị chỉ trích mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thời kỳ Nhật chiếm đóng, nho giáo lại được đề cao như một công cụ để đoàn kết dân tộc sau đó dưới thời cộng hòa nhân dân trung hoa nho giáo lại tiếp tục bị phê phán gần đây trung quốc đã có những động thái khôi phục nho giáo thể hiện qua việc thành lập các viện khổng tử trên toàn thế giới câu chuyện về nho giáo ở trung quốc cho thấy sự phức tạp trong việc đánh giá vai trò của một hệ tư tưởng trong lịch sử vậy còn ở việt nam thì sao ở việt nam dưới thời pháp thuộc đã có những nghiên cứu về Nho giáo. Sau năm 1954, hai miền Nam Bắc có cách nhìn nhận khác nhau về Nho giáo. Miền Nam vẫn duy trì hội khổng học, trong khi miền Bắc coi Nho giáo là tư tưởng phong kiến lạc hậu. Gần đây, việc nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam đang dần được mở rộng với nhiều ý kiến trái chiều từ các học giả. Việc thành lập viện Khổng tử tại Việt Nam cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đây là một hình thức tuyên truyền của Trung Quốc. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc học hỏi từ nho giáo là cần thiết, nhưng chúng ta cần có cái nhìn khách quan và tỉnh táo để tiếp thu những giá trị tinh hoa và loại bỏ những yếu tố không còn phù hợp. Nho giáo có ảnh hưởng không nhỏ đến các nước Đông Á. Ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, các học giả đều có những nghiên cứu sâu sắc về nho giáo. Singapore cũng coi trọng các giá trị của nho giáo trong việc xây dựng xã hội điều này cho thấy sức sống bền bỉ của nho giáo trong thời hiện đại vậy chúng ta có thể thấy rằng nho giáo đã và đang trải qua những biến đổi phức tạp trong lịch sử nó không chỉ là một hệ tư tưởng lỗi thời mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc vấn đề là chúng ta cần có cái nhìn khách quan biết chọn lọc và tiếp thu những gì phù hợp với xã hội hiện đại các bạn nghĩ sao về vai trò của nho giáo trong thời đại ngày nay khám phá lịch sử rất mong nhận được ý kiến của quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe